20. Chương 5 Ngược dòng tuổi trẻ phần 2. Xin lỗi lần trước không nói với cô. Tôi là cố vấn pháp luật công ty Tường Ngạo Phong. Luật sư họ Triệu kia bây giờ đang bị Hiệp hội Luật sư điều tra. Với một tình huống như vậy, dù tôi không đi tìm Tường Ngạo Phong, ông ấy cũng sẽ tìm tôi. Tôi không tin anh không có lựa chọn. Anh rõ ràng không phân biệt đúng sai. Tôi là người làm nghề luật sư. Mục đích cuối cùng là đáp ứng yêu cầu của thân chủ. Cho dù người đó có là... Cho dù người đó có là người xấu, tôi cũng phải theo quan điểm nghề nghiệp của mình. Tôi xin lỗi. Anh sẽ bị báo ứng thôi. Cô Kiều à, đều là tại tôi bị ma che mắt. Nếu như tôi không làm gì hết, có khi vụ kiện đã có thể thắng rồi. Tòa án có phán quyết rồi sao? Tòa án không đồng ý thỉnh cầu tố tụng, thua kiện rồi. Nhất định phải khởi kiện. Rõ ràng trắng cũng bị nói thành đen rồi, trắng cũng bị biến thành đen. Người ta là người có quyền có thế, còn có luật sư giỏi như vậy nữa. Nếu như còn kiện tụng, kiểu thấp cổ bé họng như chúng tôi không thắng nổi đâu. Cô Kiều à, tôi muốn làm phiền cô một chuyện này. Tối nay cô có thể giúp tôi chăm sóc Phàm Phàm được không? Cảm ơn cô. Ông chủ đã về rồi. Thiên Hạc đâu? Cậu chủ vẫn chưa về nhà. Bà chủ đâu? Bà chủ đang ở trong phòng ngủ. Được. Còn sớm vậy đã muốn ngủ rồi sao? À, hôm nay thấy hơi đau đầu. Vậy thì ngủ trễ một chút. À, anh cho em biết một tin vui. Vụ kiện của Thiên Hạc đã thắng rồi. Nếu vậy thì tốt quá. Qua đây ngồi. À, Ngạo Phong, như vậy có thật sự tốt không? Ý em muốn nói gì chứ? Từ nhỏ Thiên Hạc quen hống hách ngang tàn, như vậy nếu bước vào xã hội sẽ chịu thiệt. Nó nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Ít ra thì cũng phải cho nó một bài học chứ. Nó nên chịu trách nhiệm cho hành vi gì? Hành vi bắt nạt bạn học đó. Em có từng thấy nó bắt nạt bạn học không? Nếu như không có, vậy thì tại sao nó phải chịu trách nhiệm chuyện đó? Đến em cũng không tin con trai của mình. Em muốn để ai tin đây hả? Anh chưa bao giờ cảm thấy Thiên Hạc ngang ngược không hết. Người họ Từ này trời sinh ra đã cứng cỏi. Em không thể dùng tiêu chuẩn đo lường người bình thường để đo lường con trai của anh. Anh tin là sau khi Thiên Hạc bước ra xã hội, chắc chắn không gặp trở ngại. Bởi vì nó định sẵn sẽ trở thành thanh lũy cho người khác, cũng giống như anh vậy. Bây giờ chủ đề này cần thảo luận nữa không? Hết rồi. Mau ăn đi, không lát nguội đó. Mẹ em đâu rồi? Hôm nay em đã hỏi vô số lần rồi đó. Bà ấy cùng luật sư đi lấy bằng chứng.
Bằng chứng ở trên người em, mẹ em đi đâu lấy bằng chứng? Cần bằng chứng mới đó. Giờ đã thua kiện rồi, cần bằng chứng gì nữa? Cô vẫn chưa nói thua mà. Cô chỉ nói là tạm thời có vấn đề mà thôi. Vì luật sư của chúng ta không đủ giỏi sao? Vấn đề chính là đến từ khâu này đó. Vậy phải đổi luật sư. Luật sư mới là ai? Chưa quyết định. Vậy mẹ em đi lấy bằng chứng với ai? Cùng một người cũng không tệ, sắp được lựa chọn. Nhưng mà cô vẫn chưa quen. Vậy lỡ như luật sư này cũng không giỏi thì làm sao đây? Em mau ăn đi. Mẹ em đi đâu vậy? Cô nói lại với em lần cuối nha. Bà ấy cùng luật sư đi lấy bằng chứng. Sao trước đó cô tìm Ngụy Vũ Thái mà không tìm tôi? Không muốn chuyện gì cũng làm phiền anh. Ngụy Vũ Thái là một luật sư giỏi nhất tôi quen biết rồi. Tóm lại đều tại tôi tinh tinh khốn đó. Bây giờ thì tôi mới có thể hiểu được tâm trạng của Phạm Gia Di. Nè, cô thật sự tưởng như vậy là hết đường rồi sao? Nhưng mẹ của Tiểu Cát đã từ bỏ kiện tụng rồi. Chỉ vì một luật sư ác độc sao? Trên đời này còn nhiều luật sư mà. Anh biết người nào tốt sao? Đương nhiên, hơn nữa rất rành kiện tụng dân sự. Thật sao? Vậy tôi thay họ cảm ơn anh trước nha. Trước đây cô đã ủng hộ tôi, cũng nên đến lượt tôi ủng hộ cô. Xin chào. Tôi tên Chu Trình Vĩnh. Đây là danh thiếp đây của tôi. Đây là luật sư sao? Chào luật sư Chu, đây là Kiều Nhã, bạn của tôi. Cô ấy có việc muốn nhờ anh. Kiều Nhã, hân hạnh. Mời ngồi. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ cố hết sức. Tôi có học trò tên là Cát Lực Phàm. Cậu ấy ở trường thường xuyên bị một bạn học tên là Từ Thiên Hạc bắt nạt. Trên người chỗ nào cũng toàn vết bầm. Vậy cậu ấy muốn kiện tụng hả? Chúng tôi đã thua kiện lần một, xét xử lần hai sẽ khó hơn. Luật sư của đối phương là ai? Triệu Hạ. Do vậy trong lần thứ nhất thua như thế nào? Lúc đầu thì Triệu Hạ giúp chúng tôi, nhưng mà thực chất là đào hố cho chúng tôi tự nhảy vào. Kết quả khi ra tòa rồi mới biết, tất cả đều muộn rồi. Giống như bị trói hai tay thả lên sàn đá bóc vậy. Chuyện này gây ra cú sốc lớn cho mẹ của Tiểu Cát, nên không muốn kiện tụng nữa. Nhưng tôi không nuốt nổi cục tức này. Nếu như để những kẻ xấu này tiếp tục ngông cuồng thì cần pháp luật làm gì? Đúng, nó nói hay lắm. Lần hai này nhất định phải kháng án, nên hy vọng anh có thể đứng ra đại diện và xử lý. Không vấn đề, cứ giao cho tôi, sẽ không thành vấn đề. Tôi có vấn đề. Tiêu chuẩn chính để nhận định Từ Thiên Hạc có bắt nạt Tiểu Cát hay không chính là thương tích trên người Tiểu Cát do ai làm. Nhưng sau lần xét xử thứ nhất, bây giờ thương tích này đã trở thành gia đình Tiểu Cát vì trục lợi mà tự gây ra. Không sao đâu. Vừa rồi nghe hai người nói hết mọi chuyện, tôi phát hiện hai người đã bỏ sót một nhân tố rất quan trọng, đó chính là trường học. Hôm nay tan học sớm vậy sao? Con không đi học. Sao con lại không đi học? Tối qua mẹ đã đi đâu vậy? Cô Kiều đã nói gì với con rồi? Mẹ đi lấy khẩu cung sao? Ê trời, coi kìa, con nói năng với mẹ như vậy đó hả? Mẹ vào đó nha.
Xin lỗi con, mẹ để con lo lắng rồi. Không sao. Con đói rồi có phải không? Mẹ đi nấu cơm nha. Tối hôm qua mẹ lấy bằng chứng với luật sư mới hả? Mẹ, con không muốn kiện tụng nữa đâu. Con không muốn để cho mẹ phải vì con chạy đôn chạy đáo mệt nhọc như vậy nữa. Sẽ qua mau thôi, con chịu được, thiệt đó. Đừng nói lời ngốc nghếch với mẹ. Mẹ không để con trai mình chịu uất ức, bị người ta bắt nạt nữa. Dù một phút cũng không được. Phụ huynh đưa con nhỏ đến trường học, dĩ nhiên là trường có quyền giám hộ. Phải biết là nếu học sinh gặp vấn đề, giáo viên còn biết nhanh hơn cả phụ huynh. Họ nên giải quyết vấn đề ngay tại lúc đó, chứ không thể để mặc cho chuyện phát triển được. Có thể nói như vậy, xảy ra chuyện bắt nạt giữa học sinh với nhau, nhà trường có trách nhiệm không thể thoái thác. Nhưng địa điểm xảy ra những vụ bắt nạt không ở trong trường. Nhưng mà Từ Thiên Hạc có hành vi bắt nạt các lực phàm không phải ngày một ngày hai, đã tiếp diễn trong khoảng thời gian rất là dài. Quan hệ giữa hai đứa phải nói là căng thẳng tột độ. Vậy thì chủ nhiệm lớp đó nên phát hiện và xử lý kịp thời, nhưng mà lại không hề. Cho nên chủ nhiệm lớp đã có hành vi tắc trách. Ngoài ra tôi muốn hỏi cô hai vấn đề. Mời nói. Thứ nhất, với tính cách Từ Thiên Hạc, sao chỉ bắt nạt một mình các lực phàm hay sao? Không đâu. Thứ hai, mục đích thật sự của nguyên cáo là muốn có tiền hay là muốn xả hết cơn giận, bắt tên bắt nạt người khác cúi đầu nhận lỗi? Cúi đầu nhận lỗi. Vậy vụ án này với tôi mà nói dễ như trở bàn tay. Alo, mẹ Cát hả? Cô Kiều à, tôi đã nghĩ lại rồi, vụ kiện này tôi nhất định phải tiếp tục. Còn tiền bồi thường tôi có thể không cần đồng nào, nhưng tôi nhất định phải bắt Từ Thiên Hạc nhận lỗi với Phạm Phạm. Yên tâm, giao cho tôi. Luật sư Chu, xin làm phiền anh. Khổng Tử quan sát thế giới. Không thể phủ nhận lý do lần xét xử thứ nhất thua là bằng chứng của nguyên cáo cũng chính là thương tích trên người của Tiểu Cát. Rốt cuộc là do ai đã gây ra khiến quan tòa nghi ngờ. Nếu chúng ta cứ bám chặt vào điểm này thì chỉ càng lúc càng loạn, lún vào đầm lầy. Cho nên chúng ta phải chọn một con đường khác. Vừa rồi cô có nói đối tượng mà bị cáo bắt nạt không chỉ có mình Tiểu Cát. Vậy thì chúng ta cũng có thể tập trung những người có cùng cảnh ngộ giống như Tiểu Cát lại với mẹ nhau. Chúng ta khởi tố bị cáo. Đi chơi với anh đi. Như vậy không chỉ khiến cho bị cáo nhận thức ra được tính nghiêm trọng trong hành vi của mình, mà xét từ góc độ thao tác cũng sẽ loại bỏ nhận định ngụy tạo bằng chứng của quan tòa trong lần xét xử thứ nhất. Vì dù không có thương tích, chuyện bắt nạt thành lập thì chúng ta vẫn thắng kiện. Nên một liên minh công phòng được lợi ích chung cấu thành đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Xin chào. Tôi muốn tìm hiểu một chút. Con trai của anh ở trong trường bị bạn học ăn hiếp bắt nạt. Con trai tôi bị bắt nạt sao có thể chứ? Con nhà tôi bị bắt nạt sao? Cho tôi xin lỗi, đây là chuyện nhà của chúng tôi không cần đâu. Ba, chú ơi, con cầu xin chú đó, hãy cứu con với. Chân thành tận tâm, thiện pháp vương quyền. Hoan nghênh các vị phụ huynh và học sinh đến với văn phòng luật sư thân chính. Đã đến đây rồi thì chứng tỏ con cái của chúng ta hoặc ít hoặc nhiều đều đã bị Từ Thiên Hạc bắt nạt rồi. Không sai, cái thằng nhãi ranh này bám theo con gái tôi mỗi ngày, làm cho con nhỏ nhà tôi bây giờ nó ghét học, kết quả học tập tuột dốc vô cùng thảm hại. Con trai của tôi không cẩn thận đụng phải nó một cái liền bị nó đánh đập, anh xem mắt của nó, cả tay nó hả? Sao có thể ra tay dã man như vậy chứ? Chúng tôi vất vả kiếm tiền cho con cái đi học, cuối cùng đều bị lũ người đó dây hết. Nó lớn từng này rồi, chúng tôi còn không nỡ để nó động tới một ngón tay. Đâu đến lượt thằng đó, phải bắt nó giải thích mới được. Cho nên mục đích của chúng ta là giống nhau, chính là phải bắt Từ Thiên Hạc trả giá cho lỗi lầm của mình đã gây ra. Nhưng mà ba của Từ Thiên Hạc, Từ Ngạo Phong, có tiền có thế, trước giờ hắn luôn chiều chuộng con của mình, cho nên tố tụng của chúng ta lần này sẽ không thuận buồm xuôi gió. Mong là các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị tâm lý. Tôi nghe nói mẹ của các lực phàm đã từng kiện tụng với Từ Ngạo Phong một lần, đúng không? Đúng vậy. Vậy sao lại không thắng? Chúng tôi bị luật sư của Từ Ngạo Phong lừa,
làm cho Phàm Phàm nhà tôi phải chịu những thương tích vô ích. Đây chính là vết xe đổ trước. Muốn đối kháng với Từ Ngạo Phong có tiền có thế, chỉ dựa vào sức của một người thì không thể đủ. Vậy nên tôi muốn kết hợp cùng nhau, dù kiện của chúng ta mới có thể thực hiện được. Vậy phải làm sao mới được đây? Theo kinh nghiệm lần đầu mà mẹ Tiểu Cát kiện tụng, chúng tôi phát hiện ra luật sư của Từ Ngạo Phong sẽ đem sự thật nguyên bản mọi chuyện làm rối tung lên, khiến chứng cứ xác thực không có đất dụng võ, lại còn tiến hành bôi đen nguyên cáo. Anh ta rất am hiểu sự tấn công có tính chống đối này. Cho dù nguyên cáo lên tới 10 người, tôi tin anh ta cũng sẽ phá được hết từng người một. Nếu nói như vậy thì dù chúng ta liên hợp lại cũng không có tác dụng gì rồi. Với Từ Ngạo Phong và Ngụy Vũ Thái có lẽ vô dụng, nhưng đối với một số người thì có tác dụng. Vậy những người đó là ai hả? Trường học. Không sai, trường học. Chúng ta giao con trẻ đến trường học, trường học nên quản lý và chăm sóc. Nhưng có nhiều đứa trẻ như vậy đều bị Từ Thiên Hạc bắt nạt. Tuy là chuyện này không xảy ra ở trong trường, nhưng mà trường học cũng nên quan tâm tới sức khỏe của học sinh mình. Đây chính là thất trách của họ. Khi các học sinh chúng ta đẩy mâu thuẫn về phía của trường học thì áp lực đó không cần nghĩ cũng biết. Trường học sẽ vì danh dự trường học và học sinh của mình mà sẽ đứng về phía của chúng ta. Vậy nên phần thắng của chúng ta dễ như trở bàn tay. Đúng là rất lợi hại. Anh nói như vậy đúng lắm. Vậy tôi cũng sẽ không chú tâm đến một chi tiết giống như trước đây nữa. Bởi vì bạo lực là một hiện tượng tồn tại phổ biến, cho nên dù như thế nào Từ Thiên Hạc cũng không thể xoay chuyển được sự thật. Cậu ta chắc chắn sẽ thua kiện. Còn tôi bây giờ chỉ cần làm thêm một việc nữa. Vào đi. Xin chào. Anh là thầy hiệu trưởng Trương Hội Dũng hả? Đúng là tôi. Anh tới đây làm gì? Tôi là luật sư văn phòng luật sư thân chính Chu Trình Vĩnh. Đây là danh thiếp của tôi. Anh tìm tôi làm gì? Tôi không hề kiện cáo mà. Anh sắp phải kiện cáo rồi đó. Anh có biết Từ Thiên Hạc không? Xem ra là anh biết Từ Thiên Hạc. Ý vào người cha giàu có của mình, thường xuyên bắt nạt bạn bè, có thể nói chuyện xấu nào cũng làm. Các lực phàm, nam, đối tượng chăm sóc trọng điểm của Từ Thiên Hạc, thường xuyên bị ra cớ bắt nạt cậu ấy. Lưu Khả, nam, trong lúc nhặt bóng không cẩn thận va vào Từ Thiên Hạc, bị Từ Thiên Hạc đánh cho một trận, khiến cho phần mắt bị thương và bị gãy tay. Đào Lạc Lạc, nữ, xinh xắn đáng yêu, từ khi vào học Từ Thiên Hạc chưa từng thôi quấy rối cô bé. Từ viết thư tình tới cưỡng hôn càng ngày càng ác liệt, khiến một cô bé vốn nên hưởng thụ sự vui vẻ, ghét học trầm cảm, thành tích ngày càng kém đi. Đoàn Hiểu Quy, nam, gia cảnh cũng khá giả. Từ Thiên Hạc thường xuyên vay tiền của cậu bé này, đưa hay không đưa cũng đều sẽ bị đánh, trên người vô số vết thương. Không thể như vậy. Những chuyện này đều do Từ Thiên Hạc làm sao? Tôi dùng danh nghĩa hiệu trưởng đảm bảo, trong trường học của tôi tuyệt đối không cho phép những chuyện ác liệt như vậy xảy ra. Đúng là không xảy ra ở trong trường, nhưng mà xảy ra ở xung quanh trường học. Người tham gia và nạn nhân đều là học sinh của anh, thân là hiệu trưởng, anh có trách nhiệm với những chuyện này. Những học sinh mà tôi vừa nhắc tới, phụ huynh của chúng đã ủy thác cho tôi chính thức khởi kiện Từ Thiên Hạc và nhà trường lên tòa án. Hôm nay tôi tới để nói anh biết chuyện này. Tôi đã hiểu rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để điều tra rõ chân tướng chuyện này. Trường học vốn nên coi học sinh làm gốc, học trò của mình xảy ra chuyện, cho dù là ở chỗ nào, thân là hiệu trưởng, tôi cũng đều nên có một lời giải thích cho các em. Chỉ là về việc xử lý chuyện này, nhất định phải thông qua kiện tụng ở tòa án hay sao? Chuyện anh là bị cáo đã như đinh đóng cột rồi. Nhưng mà chỉ cần là lúc ở trên tòa, anh vạch rõ giới hạn với gia đình của Từ Thiên Hạc, vạch trần những chuyện Từ Thiên Hạc bắt nạt bạn bè, tôi là luật sư của nguyên cáo, có thể cố gắng xin giảm bớt án cho trường học. Chuyện này không cần anh phải nói, thân là hiệu trưởng, tôi cũng sẽ đến các lớp để tìm hiểu rõ tình hình. Nếu thật sự đúng như lời anh nói, tôi nhất định sẽ làm hết sức của mình. Nếu như thật sự có học trò như vậy, Lập Tân chúng tôi cũng không thể giữ lại. Mấy câu này thật ra thì không vấn đề gì, nhưng mà chữ em đúng là cần phải luyện thêm đó. Làm đúng là được rồi. Hiếm khi có tối nào được yên ổn làm bài tập. Mấy hôm nay đi học sao rồi? Cũng ổn. Còn Từ Thiên Hạc? Hôm qua thấy cậu ta có chút không vui, hôm nay cũng không đi học nữa. Chắc là cậu ta biết cậu ta vẫn còn đang bị kiện, cho nên tâm trạng không tốt. Vậy chỉ trách cậu ta thôi, ba cậu ta nữa. Cô Kiều ơi. Ừ. Ừ.
nếu như cô Du trở về rồi, vậy cô còn dạy em nữa không? Trước đây có một chuyện không nói cho em biết. Thật ra cô không phải là cô giáo đâu. Cô là thư ký thực tập của tòa án đó. Thư ký tòa án? Wow, thiệt sự là không ngờ cô Kiều đây lại lợi hại như vậy. Đâu có. Làm việc ở tòa án chắc chắn là thú vị lắm ha. Có phải là thường xuyên gặp người xấu rồi sau đó phán xử họ rất đã không? Không phải giống như em nghĩ đâu. Công việc của tụi cô có lúc rất khô khan, nhưng mà vì nó rất có ý nghĩa cho nên cũng không thấy chán như vậy đâu. Hơn nữa cô còn có một người lãnh đạo rất tốt. Ai chửi mình? Ai đang chửi tôi có đúng không? Ông Dương, nấu cơm xong chưa vậy? Sắp rồi. Em cũng có một giáo viên tốt. Nói cô hả? Không phải cô thì còn ai nữa. Chà, em giỏi ăn nói từ lúc nào vậy hả? Cô Kiều ơi, nói thật lòng thì trước khi cô chưa tới, em thật sự cảm thấy sắp chịu hết nổi. Ở trường học, Từ Thiên Hạc suốt ngày đánh đập em. Về tới nhà, mẹ em lại chỉ lo cho em học. Chưa từng có ai thật sự nghĩ là muốn nghe em tâm sự hết. Đừng nói tới chuyện giải quyết vấn đề. Cô Kiều à, không sợ em cười cô đâu. Em từng vì được muốn thở vào một hơi nên em đã trèo tường sau đó bỏ ra ngoài á. Cửa sau của nhà em hả? Ừ. Em cũng to gan quá rồi, nguy hiểm lắm đó. Sau này không được như vậy nha. Ừ, chắc sẽ không có đâu. Từ Thiên Hà cũng sẽ không bắt nạt em nữa. Em yên tâm, em là một người thông minh. Sau này đường đời chắc chắn sẽ rất là thuận lợi. Tin cô đi. Ừ. Cô Kiều à, cô có thể hứa một chuyện được không? Ừ. Cho dù cô không làm giáo viên của em nữa thì cô có thể nói chuyện với em, gặp mặt em được không? Dĩ nhiên được. Thiệt sao? Ừ. Nhà họ Cát đó, lại có gan làm lớn chuyện, còn liên hiệp cả ba nhà lại cùng nhau tính chuyện hả? Hơn nữa còn chỉ nhà Trường là bị cáo, xem ra nhà họ Cát không hề sợ hãi. Lúc đó nên dùng tội vu khống để khởi kiện lại bọn họ, để họ thu một cách trắng tay. Tội vu khống? Tiền đề việc định tội phải có hậu quả mới được tính. Từ Thiên Hạc chưa từng bị tổn hại, ông cũng không mất đồng nào hết. Sếp Từ, nếu muốn tiến vào giai đoạn kiện cáo thực sự, không đơn giản như vậy. Vậy làm sao có thể kiện họ tội vu khống? Trừ khi con ông đã bị bắt nhốt rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Một mặt đội ngũ kiện cáo lớn, một mặt là thêm bị cáo. Một mình nhà họ Cát không nghĩ ra được. Xem ra cô gái đó cũng tìm đúng người rồi. Trong lần kiện đầu tiên thì luật sư họ Triệu kiện nguyên cáo đưa ra mỗi một chứng cứ để tấn công lại họ, làm hỗn loạn ý thức, khiến tòa án khó phán đoán được chứng cứ thật giả. Nhưng mà lần này là bốn, tới bốn gia đình khác nhau đó. Họ sẽ đưa ra những chứng cứ không giống nhau. Không có luật sư nào khiến lời nói họ vô hiệu được. Sao lại không ai làm được? Bởi vì hành vi Từ Thiên Hạc bắt nạt bạn bè đúng là có tồn tại. Hơn nữa lần này họ liên kết cùng nhà trường kiện, nhất định sẽ khiến trường học coi trọng, tra rõ sự thật. Tôi sợ tới chừng đó sẽ tra ra các chuyện ác của Từ Thiên Hạc. Cẩn thận lời nói của cậu đó. Sếp Từ à, thứ lỗi tôi nói thẳng, ông không muốn để con trai của ông thừa nhận lỗi lầm hay sao? Thằng bé không sai. Cho dù có sai cũng là lỗi nhỏ. Còn nữa, trước khi nó bước ra xã hội, tôi không muốn thấy bất cứ vết nhơ nào trong lý lịch của nó, hiểu không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi không thể tin là các thầy cô ngồi ở đây không có ai hay biết gì hết. Đây là ở đâu chứ? Là trường học mà. Anh chỉ là thầy là cô. Nghề của chúng ta là gì?
là làm giáo dục. Ai nói cho tôi biết giáo dục là gì đây? Thì giáo dục chính là dạy chữ dạy người. Đúng không? Anh vẫn còn biết à? Đằng sau hai chữ dạy học còn hai chữ dạy người. Ha. Cô là chủ nhiệm lớp, Từ Thiên Hạc gây ra chuyện lớn như vậy, không lẽ trước đó cô không biết sao? Đứa bé đó ghê gớm lắm. Tuy là không dễ quản lý, nhưng ở trường cũng không làm ra chuyện gì quá đáng. Được rồi, cô đừng tìm cớ cho mình nữa. Tôi thật sự không tin. Ha. Một lũ trẻ bình thường ở trong trường học đều cười nói vui vẻ, mà vừa ra ngoài là biến thành một người khác. Ha. Cả anh nữa, ha. Anh cũng là một trưởng khối, sao anh lại không xử phạt Từ Thiên Hạc? Tôi không biết chuyện. Anh không biết chuyện. Nếu trường học đều dựa vào tôi hết, vậy thì tôi rất mệt mỏi. Các người thì hay rồi, mặc kệ Từ Thiên Hạc làm càng để con sâu làm đầu nồi canh. Tôi nói các người biết, giờ đã có một số phụ huynh của những học sinh bị bắt nạt đó liên hợp lại để kiện cáo trường của chúng ta rồi đó. Tất cả cố gắng trước đây của tôi đã vô ích hết rồi, danh dự của trường học cũng bị hủy trong tay của mấy người. Cô sao vậy? Tôi bị đau bụng. Đau bụng hả? Mấy nay cô đã ăn đồ bậy bạ gì sao? Bà cô tới. Bà, nếu đau quá thì phải tới bệnh viện đó. Hả? Nhưng mà... Trời ơi, đừng nhân nhị gì nữa. Tôi đưa cô tới bệnh viện. Đừng. Nếu như chút nữa để thầy Dương thấy hai người đều không ở đây thì không hay đâu. Tôi tự đi là được rồi, cảm ơn anh. Ê, đi từ từ thôi. Biết ngay là cô sẽ làm vậy mà. Lên xe. Tòa án số 8. Mọi người hãy trật tự, chuẩn bị phiên tòa. Toàn thể đứng dậy. Xin mời chủ tọa, phó thẩm phán, hội thẩm nhân dân vào phiên tòa. Mời ngồi. Giờ mở phiên tòa, bây giờ tiến hành thẩm vấn của tòa. Từ nguyên cáo trần thuật lý do sự thật vụ khởi tố và đơn xin tố tụng. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017, bị cáo thứ nhất Từ Thiên Hạc nhiều lần hành hung 4 nguyên cáo, đã tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho họ. Nguyên cáo 1, Cát Lực Phàm, là bạn học cùng lớp Từ Thiên Hạc, cũng là nguyên cáo chịu sự bắt nạt nghiêm trọng nhất. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 vào trường đến nay, Từ Thiên Hạc thường xuyên với Cát Lực Phàm tiến hành hành động bức hại thân thể và tâm lý, nhiều đến mức độ không thể đếm được. Nhưng mà thông qua những vết thương trên cánh tay và cơ thể của Cát Lực Phàm, có thể biết trình độ nghiêm trọng của hành vi bắt nạt này. Tổn thương của cơ thể có thể nhìn thấy được, nhưng vết thương tâm lý thì không thể tính được. Trực quan biểu hiện là kết quả học tập Cát Lực Phàm thuộc dốc nghiêm trọng, tự ti ít nói, như một chú chim sợ cung. Nguyên cáo 2, Đào Lạc Lạc, vừa vẻ ngoài xinh đẹp, vừa nhập học đã bị Từ Thiên Hạc nhắm trúng, tiến hành hành vi quấy rối. Bắt đầu từ viết thư tình khiếm nhã, hành vi ác liệt của Từ Thiên Hạc ngày một thăng cấp, làm tâm lý của Đào Lạc Lạc đã phải chịu tổn thương rất lớn. Ở trong thời gian đằng đẵng một tháng, không dám bước ra khỏi trường học nửa bước. Nguyên cáo 3, Đoàn Hiểu Quy, từ tháng 2 năm 2017 tới nay, mỗi tuần đều bị Từ Thiên Hạc lấy lý do vay tiền để trấn lột. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2017,
số tiền bị mượn đi tổng cộng 16.042,8 tệ. Nhưng cho dù là vậy, sau khi Đoàn Hiểu Quy giao tiền ra xong cũng không thể tránh được bị Từ Thiên Hạc hành hung. Lúc đó trên người Đoàn Hiểu Quy có rất nhiều vết bầm tím, có thể thấy được Từ Thiên Hạc ra tay tàn nhẫn. Nguyên cáo 4, Lưu Khả, 10 giờ sáng ngày 22 tháng 9 năm 2017, chỉ vì nhặt bóng không cẩn thận chạm vào Từ Thiên Hạc thì liền bị hành hung, dẫn đến phần mắt bị thương, gãy xương cánh tay. Hơn nữa trong 4 nguyên cáo, khi bị Từ Thiên Hạc hành hung đã biểu hiện rõ ràng, vẫn còn tồn tại những tố phía sau không thể không lưu ý. Đó chính là sự bất cẩn từ phía nhà trường. Phụ huynh đưa con cái tới trường học nên quản lý chăm sóc, nhưng mà do trường học với sức khỏe tâm lý của học sinh không đủ quan tâm nên về khách quan dẫn đến việc bạo lực tồn tại lâu dài như vậy. Vậy nên trường học cũng có trách nhiệm thất trách không thể đùn đẩy. Tóm lại, đơn xin tố tụng của phía nguyên cáo 1 yêu cầu phán xử bị cáo Từ Thiên Hạc và người giám hộ pháp định xin lỗi, bồi thường tiền thuốc men 3.410,53 tệ, phí giao thông 217 tệ, phí luật sư điều tra và tố tụng 5.457 tệ, tiền lương của người giám hộ 1.200 tệ và phí tổn thương tinh thần 8.000 tệ, tổng cộng 18.284,53 tệ. Đơn tố tụng của nguyên cáo hai bên tôi: một, phán lệnh bị cáo Từ Thiên Hạc và người giám hộ pháp định xin lỗi, bồi thường tiền lương của người giám hộ 2.752 tệ, phí giao thông 94 tệ, phí luật sư điều tra và tố tụng 5.457 tệ, phí tổn thương tinh thần 2.000 tệ, tổng cộng 2.8.303 tệ. Đơn tố tụng của nguyên cáo ba bên tôi: một, phán lệnh bị cáo Từ Thiên Hạc và người giám hộ pháp định xin lỗi, trả lại tiền mượn 16.042,8 tệ, bồi thường tiền thuốc men 1.180,72 tệ, phí giao thông 600 tệ, phí luật sư điều tra và tố tụng 5.457 tệ, tiền lương của người giám hộ 1.2966 tệ, phí tổn thương tinh thần 8.000 tệ, tổng cộng 4.4246,52 tệ. Đơn tố tụng của nguyên cáo 4 bên tôi: một, phán lệnh bị cáo Từ Thiên Hạc và người giám hộ pháp định xin lỗi, bồi thường phí thuốc men 4.737,65 tệ, phí dinh dưỡng 1.000 tệ, phí trị liệu tiếp theo 7.000 tệ, phí giao thông 1.200 tệ, phí luật sư điều tra và tố tụng 5.457 tệ, tiền lương của người giám hộ 2.900 tệ, phí tổn thương tinh thần 8.000 tệ, tổng cộng 3.294,65 tệ. Thứ hai, đối với bị cáo lập tức chuyển trường, bốn vị nguyên cáo cùng nhau yêu cầu xin lỗi công khai ở trường học mới. Hy vọng tòa án có thể làm theo pháp luật, ủng hộ yêu cầu của nguyên cáo, bảo vệ nguyên cáo quyền lợi hợp pháp. Luật sư đại diện bị cáo bào chữa. Tôi nghĩ luật sư đại diện của nguyên cáo có ngôn từ nói quá sự thật. Thứ nhất, bị cáo Từ Thiên Hạc không hề tiến hành hành vi hành hung đối với nguyên cáo. Anh nói cái gì? Anh làm trái lương tâm biện hộ cho nó, anh sẽ bị trời đánh thanh đâm đó, anh có biết không? Giám hộ của nguyên cáo xin tôn trọng kỷ luật của tòa. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Luật sư bị cáo tiếp tục. Đầu tiên, luật sư đại diện của nguyên cáo là nhìn những minh chứng mà Từ Thiên Hạc hành hung nguyên cáo. Nhưng sự thật là chỉ có phía nguyên cáo đơn phương kể ra mọi chuyện. Trước khi có chứng cứ xác thực chứng minh hành vi hành hung của Từ Thiên Hạc là thật sự tồn tại, hành vi bên nguyên cáo tự thương xót mình, tự biên tự diễn, bên tôi hoàn toàn không đồng ý. Tiếp theo, về việc chỉ trích nhà trường hoàn toàn không có căn cứ. Nguyên nhân rất đơn giản, Từ Thiên Hạc không hề bắt nạt bất cứ ai, tại sao trường học phải quản cậu ấy? Còn nữa, mọi người đều biết ba của Từ Thiên Hạc là Từ Ngạo Phong sở hữu tài sản cả 100 triệu. Bốn vị nguyên cáo sao phải kiện con trai của ông ấy hành hung? Bên tôi rất nghi ngờ ý đồ thật sự của phía nguyên cáo khi tiến hành tố tụng. Đoàn hội thẩm đã nghe ý kiến của nguyên cáo và bị cáo. Điểm chính của tranh cãi nằm ở vụ việc hành hung mà phía bên nguyên cáo nói liệu có phải là Từ Thiên Hạc làm không. Vậy thì để chứng minh rõ sự thật trong chuyện này cần phải tiến hành lắng nghe thêm. Bây giờ tiến hành cung cấp chứng cứ do phía nguyên cáo cung cấp. Thưa chủ tọa, xin hãy cho phép tôi gọi bốn nguyên cáo, từng người đưa ra chứng cứ. Cho phép.
Về việc Lưu Khả có bị Từ Thiên Hạc đánh không, tôi có một nhân chứng. Xin hãy nói tình hình lúc đó cậu đã nhìn thấy. Hôm đó tôi và Lưu Khả cùng với mấy bạn học đang chơi bóng rổ ở sân bóng cạnh trường học. Bóng không cẩn thận bay ra ngoài sân, Lưu Khả liền qua đó lấy, đúng lúc đám người Từ Thiên Hạc đi ngang. Lưu Khả nhặt bóng không nhìn thấy đâm vào cậu ta. Sau đó Từ Thiên Hạc không tha cậu ấy, chưa nói mấy câu đã động tay rồi. Vậy Lưu Khả có đánh trả không? Không có, họ có tới 5-6 người lận, vừa đánh ra dây xung quanh, muốn đánh trả cũng không nổi đâu, chỉ có nước bị đánh thôi. Bọn họ đánh thời gian bao lâu? Cụ thể không nhớ rõ, nhưng chắc cũng khoảng 5 phút. Tôi đã hỏi xong rồi. Luật sư đại diện bị cáo có vấn đề gì không? Dạ, tôi muốn hỏi lúc Lưu Khả bị đánh cậu ở đâu? Tôi cũng ở sân bóng rổ. Cũng tức là trong 5 phút Lưu Khả bị đánh thì cậu vẫn luôn ở sân bóng không đến giúp đúng không? Cho mày chết con, mày hả mày? Chết đi. Đúng vậy. Thật đúng là người bạn tốt. Phản đối. Luật sư bị cáo, xin hãy chú ý ngôn từ của anh. Tôi xin lỗi thưa chủ tọa, vị trí mà cậu đứng cách chỗ Lưu Khả bị đánh là bao xa? Khoảng 10 đến 20 mét. 10-20 mét thật ra nhìn không rõ. Vậy xin cậu hãy nói chi tiết Lưu Khả bị đánh. Ví dụ mắt cậu ấy bị thương ra sao, cánh tay gãy như thế nào? Tôi không nhìn rõ. Không nhìn rõ vì khoảng cách quá xa sao? Một là xa, hai là lúc Lưu Khả bị đánh xung quanh là người của Từ Thiên Hạc. Cũng tức là cậu không hề thấy Từ Thiên Hạc đánh Lưu Khả đúng không? Nhưng đám người đó đều đi theo Từ Thiên Hạc. Nhưng điều đó chỉ chứng tỏ Từ Thiên Hạc đúng lúc đưa theo bạn thân đi qua đi lại trong sân bóng rổ, có gì không được sao? Tôi phản đối. Phản đối vô hiệu. Một câu hỏi cuối cùng, hôm đó từ đầu đến cuối cậu có nhìn thấy Từ Thiên Hạc đánh Lưu Khả không? Hình như là có đánh. Bạn nhỏ, đây là tòa án, hình như không được đâu. Chết đi con, cho mày chết. Đánh chết mày luôn. Mày hả mày? Sao hả mày? Cho mày chết. Nói thật thì tôi không thấy rõ lắm. Tôi đã hỏi xong. Luật sư đại diện nguyên cáo. Cho dù giả thiết Từ Thiên Hạc không hề ra tay, cho dù giả thiết Lưu Khả bị đánh là người khác gây ra đi nữa, cũng không thể phủ nhận người ra tay dưới sự chỉ thị của Từ Thiên Hạc mới dám làm như vậy. Đầu tiên ban nãy tôi nói rồi, ở vấn đề của Từ Thiên Hạc đừng có phá hoại quan hệ tốt đẹp. Thưa chủ tọa, cho phép nhân chứng của tôi lên tòa. Lưu Khả là bị tôi đánh. Ồ, sao vậy? Sao lại là con ta? Cái gì chứ? Lớp học phổ biến pháp luật, lời khai nhân chứng. Lời khai nhân chứng, gọi tắt lời khai, là chỉ nhân chứng trần thuật lại những gì mình biết về tình hình liên quan tới vụ án với cơ quan tòa án làm cơ sở chứng minh. Một loại của chứng cứ, nói chung là diễn đạt lại bằng lời nói, do nhân viên thẩm vấn trực tiếp ghi âm lại, lúc cần thiết có thể cho phép nhân chứng tự tay viết lời khai xuống. Nói chung đều phải do nhân chứng tự mình nhìn thấy hoặc là nghe thấy tình hình. Cũng có thể là người khác nhìn thấy, nghe thấy, rồi đem nói lại sự thật cho người đó. Vì yếu tố khách quan chủ quan và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng, lời khai có thể chân thực, không hoàn toàn chân thực hoặc hoàn toàn không chân thực. Thu thập hoặc vật dụng cần phải chú ý quá trình hình thành và cả nội dung của tài liệu này, kết hợp với tình tiết của vụ án và những chứng cứ khác để tiến hành thẩm tra nghiêm túc. Lúc ở trên tòa án, từ công tố viên, người bị hại và các bị cáo, người biện hộ, đôi bên cùng nhau đối chứng, làm rõ lời khai của nhân chứng hai bên là thật hay là giả mới có thể làm căn cứ để định án xử lý. Cố ý làm chứng giả hoặc là che giấu tội chứng phải chịu trách nhiệm pháp luật. Căn cứ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khoảng thứ 3 điều 45 quy định, phàm là làm giả chứng cứ, che giấu chứng cứ hoặc là việc hủy hoại chứng cứ, cho dù thuộc về bên nào đều bị truy cứu của pháp luật. Điều 47 quy định, lời khai nhân chứng buộc phải ở trên tòa án, thông qua công tố viên, người bị hại và các bị cáo, người biện hộ cùng nhau đối chứng, làm rõ tất cả lời khai của nhân chứng hai bên. Sau khi xác thực tất cả lời khai, thì mới có thể làm căn cứ định án. Tòa án tra rõ nhân chứng cố tình làm chứng giả hoặc che giấu tội chứng của vụ án sẽ bị xử lý theo luật. Hình pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa điều 305 quy định, ở trong tố tụng hình sự, nhân chứng, người giám định, người ghi chép, người phiên dịch, đối với tình tiết có liên quan trọng đến vụ án,
cố ý làm giả những chứng cứ, giám định, ghi chép, phiên dịch, ý đồ hãm hại người khác hoặc là che giấu đi tội chứng, xử phạt tù có thời hạn dưới 3 năm hoặc là tạm giam. Nếu tình tiết nghiêm trọng, xử tù có thời hạn từ trên 3 năm đến dưới 7 năm.